Cơm ăn gì đó? Hả? Cơm ăn gì đấy? Ôi, mẹ mới mua cho tôi bánh gạo, ngon chết. Mẹ còn thích nữa là ăn ngon lắm. Ôi trời ơi. Lắc lư, lắc lư. Nhìn bố kìa. Nhớ bố không? Hay là hai hôm được đi đón bố nhỉ? Thích chết. Lúc ấy trước khi đi mẹ còn bảo là chắc không đón bố rồi, chắc bố về muộn lắm. Thế hôm nay bố lại được về sớm. Ăn giòn chưa? Này này này, bôi bôi bẩn giường mẹ nhá, nhá. Cười cười. Đấy, lâu lâu mẹ mới cho một miếng bánh gạo thôi, đúng không? Hôm nào ngoan nhá, hôm nào ngoan đi đi ra ngoài chơi mẹ mới cho ăn một miếng nhá. Đấy nào con, một gói có hai miếng thì mẹ ăn một miếng rồi. Ăn ngon như phồng tôm ấy, ngon chứ. Ngọt ngọt, giòn giòn, phải không? Cam thích mê luôn, cam mê mệt luôn. Đang buồn ngủ mà mẹ cho miếng bánh gạo tiểu luôn. Phải không? Cam ơi. Ôi ui. Bồi yêu, bồi ra chân mẹ. Ý. Ôi. Thử. Không có thử. Người thử. Thở ra, con lớn rồi. Lắc đò. Để lắc đầu của mình nhé. Cam lắc đò bố à? Tí nữa mẹ giặt đấy. À, thế thì để ra giặt luôn.